Dạ, mến chào và chúc sức khỏe tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì con tiếp tục ghé lại vườn của anh Quý Mận tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay ảnh có một cây bông trang này cũng giới thiệu đến quý chú nè quý chú. Bông trang rất là đẹp luôn, trang vàng xưa ha, dòng lá trung hồi xưa quý chú. Đó. Thì cây cũng được làm giống như lục bình như nè. Đó. Thì lát anh giới thiệu ha, cũng có cây ăn trái bình thường như mọi khi ha chú. Ảnh này chuyên các dòng cây ăn trái. Thì quý chú có làm nhu cầu sân vườn bóng mát hay là gì đó thì liên hệ với anh ha. Ở đây mình có một số cây nguyệt quế nè. Hôm nay cây clip trước mình cũng có mấy cây không chú. Này cũng có thêm mới cây nguyệt quế đây. Rồi em chào anh Quý ơi. Ồ chào Khánh. Dạ em chào bà con cô bác nha. Dạ hôm nay em trở lại con bonsai lục tỉnh miền Tây ha. Em cũng giao lưu với cô chú anh chị. Trong đó em cũng có số phôi mai chiếu thủy. Trong khi đó em cũng có cây ăn trái nha. Dạ. Mong quý cô chú ủng hộ em. Dạ, số điện thoại của em là 0975 929 126. Đúng không? Dạ. Số Zalo của em nha. Nay mình có 3 phôi 3 chiếu thủy anh ha. Bữa nay em cũng về được 3 phôi chiếu thủy đó cô chú anh chị. Em giao lưu với hữu nghị với cô chú anh chị mình chơi ha. Hữu nghị mềm anh ha. À đó, cái phôi này. Đây, cái này đế cũng khá lắm dài nha cô chú anh chị. Đế đẹp. Mã số 1. Dạ, mã số 1 là có phôi nguyệt quế. Nguyệt quế. Dạ. À, trực tàn đa. Dạ. Dạ. Nó em nó ngay tay ngày em hơi yếu nha. Em cắt xương xương đó cô chú anh chị, mình coi mình lọc mình cắt lại nha. Dạ rồi. Đó, em vô thông số luôn, anh đo cho cô chú anh chị tham khảo thôi. Rồi chiều cao nó được 60 hả cô chú anh chị? Dạ cao 60. Dạ cái đường kính màu nó được 65. Đó là đế nè. Đế to anh ha. Dạ, đế cũng to, bỏ cũng đều cô chú. À, thân thì nó cũng già cây à. Dạ. Sạch. Không có cây này là đặc biệt nó thần rồi nha cô chú anh chị. Dạ, chủ nhà có dời một lần rồi. Là dạ. Cái độ sống đó là cô chú anh chị an tâm đi. Rồi, quỳnh thân giúp em luôn. Đáng lẽ là em bo nhẹ lại vô chút nữa. Cái mấy cái phôi chiếu thủy này em ship toàn quốc cho cô chú anh chị nghe. Mời cô chú anh chị cho em gom nhẹ lại cái nửa ngàn lần cho nó nhẹ ha. Rồi, em đo cái quỳnh eo trước nha. Dạ. Rồi, cái đó có quỳnh eo gì được? 42. Dạ, 42. Rồi. Cao thì 60. Đó. Quỳnh eo 42. Cao 60. Cây này nhiêu đây anh Quý? Dạ cái này em giao lưu cô chú anh chị là 3,2 triệu. Cái này em ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. 3,2 triệu anh ha. Dạ. Rồi, tiếp tục với em luôn. Đó, tới số 2. Số 2. Cũng là chiếu thủy. Ơ xin lỗi nguyệt quế cô chú cũng anh chị. Nguyệt quế luôn. Cái này cao hơn tí. Cái này tới 84. Rồi, cao 84. Rồi đường kính màu ngang là 72. Dạ, cây này thì đế. Nói chung là cây này cũng có đế nha cô chú anh chị. Nó nè, cô chú anh chị thấy là nó lạng lạng nè, bên đây nó cũng ấy nè, nó đây nữa nè. Tại vì em không có móc nữa, tại vì cây lớn mà nếu mình môi nữa thì nó bị mất sức. Cây này thì 46 cô chú anh chị. 46 nè. Dạ. Trước mắt là mình thấy vậy thôi. Dạ. Dạ rồi. Rồi, dạ, cây này thì 2,6 triệu. Mã số 2. Dạ. 2,6 triệu. Dạ. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 3. Em có 3 cây à. Cây này nó cũng có cái đằng số 3. Em cắt đại gì tới cô chú anh chị trực về. Cành phóng đi ha. Không có cành phóng phóng là cắt lợi nha. Em không có gành cái vô này nghe, nói thật. Đó, cái chiều cao 50 rồi được kính bầu 53. Dạ rồi. Mà cái này để nở ha cô chú anh chị. Được cái củ nở. Dạ. Rồi cái này thì 38 thôi, tính 39 tính 38 thôi. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Cái này em giao lưu của chú anh chị là 2,8 triệu. 2,8 triệu. Dạ. Cây cũng là sạch hay chú? Dạ, già đó. Cây sạch ừ, ha. Sự lắm già. Già thì cái độ già nó thì em bao đó, bao luôn đó. Dạ. Nguyệt quế, lá sắn hoa chụp. Dạ. Mã số 3 2 dạ. Triệu mấy anh? Mã số 3 2,8 triệu. 2,8 triệu. Rồi. Dạ, tới mã số 4 là cây khế là của chú chị, khế ngọt nha. Một cây khế ngọt anh ha. Dạ, cây này nó già lắm già nha. Nó nhỏ thì chứ nó được cái vàng đế của nó chung cũng có duyên nha cô chú anh chị. Cái đế cây nhỏ nhưng mà đế dạ. Đẹp của chú. Đúng rồi. Đế to. Dạ. Dạ rồi. Mã số 4. Đây. Dạ. Chiều cao em đo từ mặt bầu lên gì
Có 2 mét đi ha cô chú anh chị. Đâu trên. À, 2 mét rưỡi. Thêm 1 mét nữa này. Dạ dạ. Rồi, cao là 2 mét rưỡi. Cái này thì mình cũng phải đi xe tải rồi, còn mình đo gì cho cô chú anh chị này hình dung thôi. Dạ. Nó có 8 ngang đó anh chị thì... 1 mét đi anh ơi. Dạ, 1 mét. Đó, ảnh cắt vậy nè, về dạ. Mình có thế gì mình chơi thì dạ, mình chú, chị cắt lại mình có thể mình cắt lại hay mình chạp mình lấy phôi lại cũng được hay sao cũng đây. Được chứ. Cái này nói chung là nó có duyên cái là cái bộ đế thôi. Chứ nói chung cái đường thân thì nó không cái này nó treo lên à, dạ cái này nó hơi treo rồi em cắt nha, rồi em xử lý cô chú chị về mình từ từ nó nuôi lại. Dạ rồi. Dạ. Rồi, quanh thân giúp em luôn đây. Cái em đi qua anh kia cho mình xem. Dạ. Đo gì thì cô chú anh chị mình hiểu 56 hoạch. Dạ 56 rồi cô chú anh chị. Dạ. Đường kính cái đế luôn anh Quý ơi. Dạ. Dạ còn đường cái đế là 1m05 đó cô chú anh chị. Đó. Mặt đế nó xè ra vậy đó hả cô chú. Điều gan ha cô chú anh chị. Không có chống nha. Điều gan. Dạ. Nói chung là cái cây này nó không có hay gì mà ngặt có cái em thấy cái đế, nói chung cái đế nó có duyên. Em mới mua về em giao lưu cô chú anh chị. Dạ rồi. Đế đều. Dạ. Có một cái để chổi ha, anh cắt xuống rồi. Dạ cái đế này nó cái dạng gì nó hơi này mình ra. Quái quái thú mình dạ. Làm giống như cái con gì nó nằm nó bò nó. Dạ rồi, cây này nhiêu ra? Dạ cây đó thì 5,5 triệu. Em cũng ship cho cô chú anh chị là 300 km nha. Mã số 4 anh ha. Dạ, mã số 4, ừ 5,5 triệu. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Rồi em cái này cái bể khế chua. Cái này cái phôi ha. Trên chậu mình rút chân cành lại ha. Dạ dạ dạ. Rồi. Rồi chiều cao được 60. Dạ, cao 60. Đó, cái này thì vô nữa em có ship rồi ship cho cô chú anh chị cây này em ship toàn quốc nè. Đó. Dạ rồi. Đó em rút chậu nha. Này khế chua cô chú anh chị. Rồi để anh đo đi cái anh chỉ dạ. Một số cái. Rồi cái này cũng như là tính 69 thôi. 69. Dạ, chiều cao của chú anh chị. Cái bệ thì nó vậy nè cô chú. Dạ, đế thì nó vậy nè. Là cái chua nha. Trên này mình chét xi măng anh dạ, hả? Ờ xin lỗi, ờ cái này là nó hơi xuống một khoảng 1 tấc rồi em thấy gì em mới đổ xi măng luôn. Dạ. Dạ, đó có cái lỗi này. Bên đây thì không có anh ha. Bên này thì nó cũng có gì nè, đó vậy đó. Nó vô nhưng mà mình không có chét dạ, cái bơi không. Chét bên đó ha. Ừ. Xung quanh thì con thấy nó cũng bo lại đó. Dạ. Đế vậy nè. Cái này cái phôi này thì cũng 3,2 triệu à. Nhiêu anh? 3,2 triệu em ship toàn quốc nha. Số 5 anh ha. Dạ cái phôi này em ship toàn quốc nha. 3,2 triệu. Dạ. Toàn quốc luôn. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi giao luôn cái khế ngọt lại khách ơi. Khế ngọt to này luôn anh hả? Dạ. Đó, còn cái thế này cái cổ nha, tại cạnh nó cổ nhạo chân rồi. Cái này cái đoạn trên đó chú, đoạn trên dạ. Này nè, độc đáo nè. À, chịu khó quay quay ảnh cho cô chú anh chị mình xem. Nó nổi cục dạ. Theo dọc tại theo cái tay cạnh đó. Cái này là chắc cũng vô tình. Nó lú qua nhiều cắt nhiều lú qua nhiều cắt nhiều qua giờ mới nó nu rằng vô rằng chân cô chú chị. Còn nếu mà mình không thích chơi cái cổ đó, mình chơi một cốt quá thì mình cắt ở dưới này ha, mình thấy lấy một thân này nè cô chú, thân trực. Dạ. Đó. Nên nếu mà sân vườn bóng mát của chú nên để ha. Để cũng quái lắm cây này. Rồi, đo anh ơi, chiều dạ. Cao như đây. Rồi, bây giờ cao hơn 2 thước dây của chú ơi, mình tính đâu. 3 mét chẳng đi anh ơi. Dữ lắm gì cao. Dạ thì mình tính cho cô chú anh chị tham khảo, cho mình hình dung vậy thôi, cô chú anh chị biết thôi chứ. Dạ. Nó tầm từ khoảng 3, cái này từ 3 mét rưỡi ăn lên. Dạ, tầm khoảng 4 mét. Dạ, nó vậy đó. Rồi, cao 4 mét. Dạ. Cái đế này thì chiều ngang nó hiện có tầm khoảng 1,5 m, 1,7 m vậy của chú. Dạ, đúng rồi. Rồi. À cái đế nó coi nó có duyên lắm nha cô chú anh chị, cây này chứ cái đế có duyên lắm nha. Cây này cũng cổ lão à. Dạ. Đó, đế nè. Để nè. Đó cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi, đo hoành thân đi anh ơi. Rồi, em đo xích trên này luôn đi. 83. Dạ 83. Dạ rồi. Đó, em có cái cụ đặt trên này ha. Đó, chẳng cái đầu rễ cụ đặt trên này luôn là tới 90 mấy là mét dạ. Luôn cô chú anh chị ơi.
này mã số 6 ha, cái cũ dưới này là 1 mét. Dạ, 1 mét á. Rồi, đầu rễ luôn. Xuống luôn đi anh, xuống đế luôn đi. Xuống đế là mình đo đường kính hay là đo hoành đế luôn. Cỡ 2 thước dây ha, khoảng dạ. 3 mét. Rồi, cỡ 3 mét của chúng chị, tổng hoành đế có 3 mét á. Tổng hoành đế 3 mét. Đây đế nè, mã số 6. Dạ. Đế thì bỏ đều hết luôn chú. Dạ. Cái này đế đều. Đó. Đế này. Cái này có duyên lắm rồi chú, cái đế có duyên lắm. Dù ráng chưa? Dạ đây, bên đây. Rồi có gì không rõ kết bạn Zalo thêm với anh Quý heo chú. Dạ. Rồi anh gửi hình cho mình ha. Dạ. À, phần trên thì một cốt thoát lên nè. Anh đo thoát một cốt lên luôn anh Quý ơi. Quý chú có thích chơi lùng lực đó thì cắt lại. Rồi, mét 15 của chú anh chị. Cắt lại cây quái. Thoát tới đây nè. Dạ. Trực quái. Dạ. Nó chia ở trên gì nè quý chú. Những cái tay nó ngoéo 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 vậy đó. Dạ, đúng rồi. Rồi cây mã số 6, một cây khế gọt cổ này nhiêu đây anh? Dạ bữa nay là em giao lưu với cô chú chị là 9,5 triệu. Em cũng bao cô chú chị là 300 km. 9,5 triệu. Dạ. Xếp 300 cây. Dạ. Cái này đi cái xe cũng phải thùng to to. Xe lớn mới đi mới hết cái cây đó cô chú chị ơi. Rồi tiếp anh. Rồi, ơi sẵn nó quay vô luôn, đứng quay luôn đi. Cây cặp tùng này hay gì anh? Em giao lưu cặp tùng này hôm nay em vô dây rồi nè. Đó, đó, nói chung là em để đây vẫn được mà thôi em giao luôn cô chú anh chị đi đó, còn mà em cho thợ vô dây rồi nè nó vậy em giao luôn một cặp đi. Dạ trực một cốt vậy đó anh ha. Dạ tầng thông luôn. Tầng thông. Dạ rồi đâu cây bên đây trước luôn. Dạ, nè anh Quý. Dạ. Ơi tới này cái này là mã số 7 nha, cái này em bán cặp luôn 78 một cặp. Dạ, 3 mét đi ha. Cao 3 mét. Dạ. Dạ, tán rộng hiện có giờ tầm khoảng rồi mét rưỡi đi. Mét rưỡi. Dạ. Chỗ rộng nhất. Đúng rồi. Dốc tàng thông. Là ở dưới nha, ở đâu mét dưới còn nó thằng thông thì nó dốc lên. Thì cô chú anh chị cũng hiểu rồi đó. Dạ rồi, dạ. Hai cây bằng nhau luôn á. Đó. Đó. Rồi đo cái nói chung là nó dài lắm, dài chú chị đo cho cô chú anh chị tham khảo nha. Rồi được 34 rồi cô chú anh chị. Rồi 34, anh dạ. Cứ đo đi ha, lát đi. Rồi em đo là em nói chung là em bao cô chú anh chị đó. Rồi nó thoát thân thì được 55. Dạ. Rồi. Cái này bên thì nó cây. Lớn hơn tí. Nó cái này thì cái chiều cao nó cũng vẫn vậy nha. Mà em đo cái hoành này đế cho cô chú anh chị mình ấy. Cái này thì nó tới 40. Đó. Cái này nó lớn hơn tí. Dạ. Thân 40 ha. Dạ. Cũ cũng nở ra vậy nè. Ừ, cái này em giao luôn cặp nha, tại vì cái giờ hãy giờ em còn có hai cây này thôi, em giao luôn cặp đi, nếu cô chú anh chị mình chơi thì lấy cặp đi cho nó xứng. Dạ rồi. Mã số rồi 7. Cặp tùng là giá sao đây anh? Dạ cái cặp mã số 7 này em giao luôn cô chú anh chị là 5 triệu, em cũng bao cho cô chú anh chị là 300 km. Một cặp luôn anh ha? Một cặp 5 triệu. Một cặp chỉ 5 đó, triệu thôi. Dạ đó. Mà tại em chi ân với cái này bán giá giống như là mình thanh lý vậy. À đúng rồi, mình với mình chi ân chung là khách của mình mấy năm nay thì cũng là khách quen không mà. Một cặp cao 3 mét này thôi. Dạ. Chú dốt ngọn tầng thông ha. Đó, thì một cặp 5 triệu à. 5 triệu thôi. Dạ. Em cũng vô dây rồi đó, đó cô chú anh chị về mình cứ gì mình cứ ịnh xuống, mình có cái chậu cái bồn vậy đó mà ịnh xuống rồi. Vài tháng sau nó ra cho tặng bích hết trơn là ok. Dạ. Rồi, tiếp anh ơi. Dạ. Rồi, tiếp anh Quý ơi. Dạ, em gọi tiếp tục em bữa nay cái lô em về là được 4 cây bạch thiên hương cô chú anh chị. Dạ, bạch thiên hương. Dạ, bạch thiên hương là cái người miền Bắc người ta gọi bạch thiên hương, còn ở trong miền Nam em gọi là dành dành nha. Dạ rồi. Cây này là nói chung là nó thơm một cái là nguyên sớm. Nguyên sớm luôn đó cả chú, cô chú anh chị. Không nguyên sớm. Thiệt. Dạ rồi đây cái tàn nó vậy đâu chú. Dạ. Gió thổi quạt quạt như chú thấy. Dạ, ha hiện giờ là nó khoảng cả nhiều anh 2,5 m đi anh ơi. Dạ. Cái đó thêm đó. Mét nữa cái chiều cao nó vậy đó cô chú. 2,5 m cái tán rộng này khoảng 2 m đó, cái dòng này thì nói chung nó còng trồng ở trong gập rồi cái nó hơi ấy nó chưa nó hơi thiếu tàn ha. Dạ. Còn này về nếu mà mình ấy sau này cái gì mình cuôn nhẹ lại cái thì nó cho cái tàn rất là ok. Cái này một cốt sạch đó cô chú. Dạ. Anh đo thấy thoát thân cái này là mã số 8 ha cô chú anh chị. Nó thoát thân lên như vậy là được cả mét đi. Mét rồi. Dạ, một thân luôn. Này chân dài ha. Chân dài. Dạ.
Dạ em đo dưới này cái đi, cái tham khảo đi, em rút lên trên cái nữa. 20. Dưới này ở trên này dưới này cả 20 đi, em bỏ tuốt lên này luôn. Này thì 14. Dạ rồi. Đó. Rồi. Này thơm cả làng đấy cô chú anh chị. Bạch Thiên Hương. Dạ Bạch Thiên Hương. Đó. Rồi giá nhiêu đây anh? Dạ cái này em giao luôn cô chú anh chị là 2,3 triệu. 2,3 triệu. Cái này em ship chỉ 300 km thôi chú anh chị. Cái này mà đi xa là hết tiền luôn. Cái này thoát bóng cao quá chú. Dạ. Ơi, trồng cao cao lên ha. Dạ. À, thơm lắm luôn. Hoa nó ngát ngát suốt ngày suốt đêm luôn. Mã số 8 nha. Số 8. Rồi, số 9 luôn cây. Dạ. Gì đây anh? Cũng là Bạch Thiên Hương luôn. Tại Bạch em hôm nay em về được 4 cây lận. Đó, đây. Nó cái này cũng như là em dâm ủ rồi đó cô chú anh chị, là đó em để đây đó là cây này chú cũng chị, sợ thì cứ gửi lên em. Em bao sống cho cô anh chị. Nếu mình gấp thì mình lấy về, còn không gấp thì cứ để lên em chăm sóc, không sao chứ hết. Dạ, thông số vậy đi cô chú ơi. Cao 2,5 m. Dạ. Ngang 2 m. 2 m là chịu hao luôn cô chú anh chị đó. Dạ. Dạ cái này thì to hơn ha. Rồi. Em sẵn em đo quần eo luôn. Nó quần eo cũng được 20 ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Đó. Eo 20. À, thoát thân cũng sạch nè quý chú ha. Em đo cái thoát thân. Thoát thân sạch nè, toàn nè. Đó, dạ nó thoát thân được 90. Thì cái này mới bứng về cho nên nó giật lá nha quý chú. Dạ. Giật lá thì nó rụng lá xong đó rồi nó xuống lá rồi nó ra. Nó bỏ lá xong rồi bắt đầu nó đâm tượt rồi nó đây cho là qua. Nụ của nó nè quý chú. Nó dễ lắm cô chú anh chị, cái dòng này nó mạnh lắm. Để cô chú nụ chị ha. Dạ. Đó, nụ đó. Rồi, cái này giá cũng vậy luôn hay sao? Dạ, cái này 2,5 triệu cô chú anh chị. 2,5 triệu anh. Dạ. Ha. Dạ là cái đó số 8, số 9. Dạ rồi. Dạ tới số 10 là cái thanh trà ngọt cô chú anh chị. Thanh trà ngọt. Dạ. Đó cái này nói chung là đế là bao đế luôn đó nha. Rồi em đo. Rồi cũng vậy luôn, cao cỡ 2,5 m. Dạ cao cỡ 2,5 m ha. Nếu 2m. Mà em cắt tới đây thì có 2 m. Đó. Đó. Dạ rồi. 2,5 m, 2,7 m. Dạ. Tán rộng thì nó tầm khoảng 1,5 m thôi chú ơi. Cây này thì em đo mạnh luôn. 34. Dạ rồi. Dạ. Đế nè, bao đế của chú anh chị luôn. Cây này đứng người ta trồng ở dưới đất hay là trồng trên ấy anh mà trồng, nguyên cục đất luôn. Trồng dưới đất mà ta trồng trong cái bồn á. Dạ. Dưới trong cái bồn á. Rồi. Dạ. Thanh trà ngọt anh ha. Dạ thanh trà ngọt. Mã số 10. Số 10. Dạ đúng rồi. Nhiêu đây anh? Dạ cái này thì em giao lưu cô chú anh chị là 7 triệu. Dạ rồi. 7 triệu cái anh ha. Ngọt cô chú anh chị, cái này là sống khỏe ok ha. Dạ. Đó. Rồi, tiếp anh ơi. Dạ. Tiếp theo cây gì đây? Dạ em cũng còn hai cây thanh tra, hai cây hai cây Bạch Thiên Hương. Hai cây này hai to cây hơn. Này to hơn ha. Dạ. À tới cây số 11 đi. Đây. Rồi. Cây này thì cao lắm cô chú anh chị, cây này là phải đi xe tải chứ không có đường nào nối lên cho chú anh chị. Cao 3 m. 3 m đó. Dạ. Dạ. Nó tán ngang gì là nó có 2,5 m cô chú anh chị. Cao 3 m ngang 2,5 m. Dạ. Cái dòng này thì vậy đó cô chú anh chị, mình yêu cầu mình bứng cái là nó bỏ lá, bứng là nó bỏ lá rồi nó đâm tượt là chứ cái dòng này nó sống khỏe lắm. Dạ. Nó thoát thân như vậy thì được 90. Cái lô này có thoát thân anh ha. Dạ. Trồng sao mà có thoát thân cao. Đó em đo trên này luôn đi. Đó trên này thì được 19. Dạ. Thường mình thấy nó lùng lùng bờ bụi. Dạ. Rồi nhiều quá chú. Cụm bụi rồi dạ, nhiều. Dạ đúng rồi. Cái này có thoát thân. Đó. Dạ rồi. Mã số 11 anh ha. 11. Dạ 11. Rồi cây này to hơn, cao hơn thì giá nhiêu đây anh? Dạ cây này thì 3 triệu. Dạ 3 triệu. Em cũng đi ship xe tải ha cô chú anh chị. Ồ nó cao nè. 3 mét có hơn nữa. Cái này nó rộ hoa cá thơm dữ lắm thơm. Cô chú anh chị xem nè. Đó, em gùng gùng cô chú anh chị đó mình xem. Dạ. 3 triệu cho cây Bạch Thiên Hương này. Dạ. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi tới mã số 12. Cũng là Bạch Thiên Hương luôn. Em có bữa nay cơ bữa là em về được 4 cây đó. Cái đó cái chiều cao thì chắc cũng khoảng 3 mét đó cô chú anh chị. Tán ngang là nó hơn 2,5 m, em cũng tính 2,5 m thôi. Dạ rồi. Đó. Thoát thân luôn đi anh, thoát xa thoát thân luôn đi. Dạ nó thoát thân thì được cũng 90 luôn. Dạ rồi, thoát thân 90. Cái này thì hoành lớn không chú anh chị? Đó, cái này thì hoành tới 23. Dạ rồi. Em đo là em bao của chú anh chị đó.
thân thốt một cốt sạch sẽ hết chú. Kế thì anh lấp hơi sâu rồi không thấy. Qua bông nó thơm cả làng đó cô chú anh chị ơi. Dạ, cái này tầm cái mấy cái cây này, cái dòng này thì nói chung là nụ thì nó đang keo nhiều lắm chú, nhưng mà tại vì anh bứng á, nó giật lại á. Cái này bứng thì nó phải giật. Nó héo đi à. Giật mình cái này như lại rồi vậy đó, nó buông lá ha, buông lá sau đó rồi nó buông sẽ lá xong rồi nó ra qua nó ra tược non bình thường cô chú anh chị. Dòng này nó mạnh lắm. Dạ. Rồi cây bạch thiên hương này. Dạ, cây bạch thiên hương số 12. Mã số 12 này em cũng giao lưu cô chú chị là 3,5 triệu. Dạ. Em cũng bao khuya xe tải 300 km. Cây nào chưa rõ thì liên hệ thêm qua Zalo với ảnh hay cô chú. Dạ. Cung cấp thêm thôi cho mình. Hôm nay là em cũng giao lưu cho cô chú anh chị nhiều thôi. Bò bao nhiêu thôi anh hả? Dạ, em giao lưu bao nhiêu thôi. Rồi dù có gì thì clip sau em giao lưu tiếp tục, em cũng còn nhiều cây lắm mà thôi em giao lưu nhiều thôi. Dạ thì cuối clip thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em thời gian qua, thì em cũng thay mặt trong anh em cây kiển là rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em. Dạ, dạ. Mới thì em cũng chúc quý cô chú anh chị mình vừa giàu sức khỏe và trần này được vui trong cuộc sống. Dạ em chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị. Dạ. Dạ rồi, con cũng mến chào tất cả quý cô chú, rất mong được quý cô chú yêu mến ủng hộ cho anh cũng như là ủng hộ cho kênh ha. Con xin chào và hẹn gặp lại.